Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé. Đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tài TV. Hiện giờ thì Ước đang có mặt tại thôn Pồng Chằm. Hôm nay là Ước đi vào đây để đưa cái số tiền của một chị giấu tên có gửi cho nhà chị Giàng là 3 triệu. Hôm nay Ước đi bộ từ dưới kia lên nhá. Cái đường đỏ đỏ dưới kia, vòng theo đường này ra. Đi lên đến đây mệt quá nên phải ngồi nghỉ ở đây một tí. Trên này view rất là đẹp, quan sát được hết trung tâm xã Thuận Hòa. Dưới kia nhà sàn kia là bản tay. Cắt từ mấy cái nhà này lên nữa là thuộc thôn Pồng Chằm này. Dưới kia là mịch B với mịch A. Ở đây trước là một cái quán các bạn. Nhưng mà bây giờ quán đóng cửa đi đâu hết rồi. Chắc là không bán được hàng nên là họ dừng rồi. Trên này view đẹp. Đây, bây giờ Ước đi lên tiếp này. Còn đi bộ một quãng đường khá là dài. Đi lên đến nhà chị Giàng. Ước đến nhà chị Giàng đây rồi. Thế sao bác nhá? Tè luôn, đang ăn cơm tè luôn à? Chung một thằng. Xin mà. Đâu vào xem nha nào. Nhà chị xong hết chưa? Xong hết rồi. Đổ nền xong chưa? Đổ xong hết. Chị đang té ngô à? À, té ngô đi, té ngô đi bán á. Em tưởng là té để cho gà chứ. Không có tiền thì phải té đi bán cho vợ đứa con đi. Đi nhé em. Giờ kia đi đi học với lại đi nộp nộp tiền điện ấy. Thế à? Vâng. Bán để đi nộp tiền điện. Tiền điện với lại con đi học. Mày sao ăn kem nào? Chị sao vẫn để bếp ở đây à? Vâng. Chết đã luôn rồi, chết cho mò là không. Đây này, chị Giàng nghe bảo này, những cái bàn này này để một góc này đi. Bàn này. Mình nấu nướng bát đũa mình để gọn vào đi. Vâng. Đấy, lấy cái bàn này để một góc này này, nguyên góc này là bếp thôi, còn bên kia là để cho nó sạch đi. Vâng. Phòng ngủ của chị ở bên kia phải không? Có giường. Giường hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi. Còn mấy giường này của đứa con. Chị Giáng đấy, cửa này là cũng chưa làm được đâu phải không chị? Bây giờ chưa có tiền không biết làm đâu. Đấy, cái này che tạm vào à? Vâng. Che tạm cho ông gà với ông gà con về nhà rồi. Hai cửa chính nhỉ? À, ba cửa với hai cửa sổ. Ngô này đi bán là được cân bao tiền đấy chị? Cân á? Không biết đâu, lo lắng em không có, không bán, không bán, không biết. Bán xin, xin. Bán gì? Bán theo, theo cái kia. Đong vào cái bát kia, phải không? Một bát đấy là bao tiền? Không biết. Em cũng chưa bán bao giờ à? Chưa. Chỉ biết là một xin tăng mơ. Thế yeah. Đằng trước này chị vẫn cao hơn đấy chị ạ. Đằng trước này cao. Hôm nào chị rảnh chị san đi. Vâng. San cho bằng cái mép này rồi. Không bây giờ nước mưa vào nó lại tràn hết vào nhà đấy. Vâng. Chị cào xuống dưới này được mà đúng không? Nó mà cào một đường xuống đây đi. Cho cái nền đất này thấp hơn cái hiên này một tí là được. Không mưa to là nó lại chảy ngược vào nhà. Ôi dồi, ăn cả ngô à? Ăn kẹo ăn cả ngô à? Ừ? Đi lên giường đi,
Nhanh đi lên giường chơi đi. Khịa. Con gái nhìn như con trai nhỉ. May mặc váy mới biết là con gái đấy, không cứ tưởng con trai. Chị Giang ơi, em bảo này. Thế hôm trước thì chị ấy có một chị bảo là muốn giúp chị làm cái nền này này. Thì hôm trước thì chị có gửi cho em là 3 triệu để đưa cho gia đình chị nhá. Thế anh không gọi về nhà chị? Quá đấy, lại hôm nay là thái gọi. Anh biết là làm xong rồi gì? Anh biết rồi, làm xong anh biết rồi. Thế anh bảo đi làm từ giờ đến Tết à? Thế bây giờ chính xác chị còn nợ bao tiền? Cả tiền công, cả tiền vật liệu lên nợ bao nhiêu tiền? Vâng. Hơn 6 triệu ấy. Trả hết cho họ đâu. Bây giờ còn nợ hơn 6 triệu à? Vâng. Có làm hai anh chị sai kia là cũng chưa trả tiền cho mà. Thế à? Đây chị cho nốt cái này vào đi. Thôi cố gắng bảo anh đi làm thuê. Từ giờ đến Tết chắc là đủ trả nợ. Đấy bây giờ có cái nhà này mới ở được chứ. Lần trước thì nhìn nó vách thì hỏng hết rồi. Mùa đông thì gió lùa vào thì thôi rồi nhờ. Ở kín hết rồi. 1 triệu này. Hai triệu này. Ba triệu này. Đấy, chị đếm lại xem. Đủ chưa? Đủ rồi. Đây 1 triệu nhá. Hai triệu, 3 triệu. Đấy, chị cảm ơn chị giấu tên. Chị ở bằng chị thôi. Chị đấy ở bên Mỹ cơ, nước ngoài cơ. Giúp nhà chị 3 triệu nhá. Lấy cái tiền này đi để trả nợ. Được phần nào hay phần đấy. Cảm ơn chị nhá. Thế chị làm nhá, em đi về đây. Vâng. Vâng, em đi xuống nghe anh báo một tí. Vâng. Vâng, không có gì chị ạ. Bảo anh cố gắng đi làm nhá. Vâng. Ở nhà cửa cũng coi như là xong rồi. Cố gắng đi làm để về làm mấy cái cửa sổ với cửa chính này này. Đấy, giờ thì nhà tương đối cũng đẹp hơn trước nhiều rồi. Vâng. Thôi em đi về đây. Bây giờ ước đi xuống nhà anh Báo để báo xem cho anh Báo xem là để làm tiến hành xây vách. Về đi đâu về đấy? Không, vừa đi đâu về? Chia nhau mỗi người một cái. Đấy, sao xanh chưa? Sao xanh à? Sao xanh à? Đang rất hoang mang. Cho xanh à? Có học lớp mấy rồi? Học lớp mấy? Chị Pâu à? Chị Pâu. Chị Pâu 2 à? Bạn chị gì đó? Sapisa. Mù chê à? Đợi trẻ con. Đấy, lại một thanh niên nữa đây. Chắc là đi học về rồi.
thanh niên này có vẻ yếu tụt đằng sau à. Sao xanh à? À đấy, thanh niên này ngoan. Ờ anh đi về đây nhá. Chào trưởng thôn nhá. Anh đi bộ đi lên trên. Để xe ở đây. Lên xe lên ở đến đây á. Ờ. Cố gắng đi lên đến đây. Em phải đi về dắt không? Không. Vừa đi vừa xuống xe vừa đẩy thôi. Đoạn này là chịu rồi. Đoạn này là đi xe xuống không đi được, phải dắt. Mới thấy anh bí thư còn đi đường vòng mà. Đi bên kia vào. Đúng rồi. Xong đường nhỏ rồi, đường bé. Đây đường bé xong là thông ra đường lên nhà văn hóa thôn đấy. Tí đi vào cùng trong nhà anh Táo cùng anh tí nhỉ? Vâng vâng. Để anh lấy ít đồ đó. Vâng. Thế sáng nay em đi họp à? Vâng. Họp thôn đấy, phải không? Đi họp vấn đề giáo dục pháp luật các thứ mà. À. Tỏa nó có đi xuống đấy không? Tỏa trưởng thôn Khô Miền ấy. Có, sáng nay vẫn thấy. Sáng nay vẫn thấy có ở đấy, nhưng lúc về không để ý. Mấy này đi họp vất vả quá, phải toàn cái đoạn trên này toàn phải đi bộ. Thế từ nhà em xuống đến dưới này toàn đi bộ thôi à? Xe thì nói chung là dắt đi dắt lên dắt xuống thì nó chỉ là dắt mệt. Đi không cẩn thận, dắt không cẩn thận còn ngã. Em chào chị nhá. Xe bình thường là để cho anh nhà anh số mà. Đấy, chị tí chị mà lấy ít đồ ăn này tí nữa luộc lên được cái xào cũng được. Em vào. Này vào. Thế anh đâu? Ờ anh bảo đây lên trên nhà chị già một tí xong anh mới quay xuống đây. Hôm nay vào đây là cũng muốn báo cáo với trưởng thôn một tí công việc với cả anh chị là có một chị là chị cũng muốn giúp nhà hai vợ chồng nhà anh Táo này này là làm xây cái vách lên thôi. Vâng. Xây tường xung quanh này này. Vâng. Đấy. Được là... chị quan tâm giúp đỡ thì tốt quá rồi, không biết nói gì thôi. Thì thôn thì cũng thay mặt gia đình cảm ơn chị. Chúc chị luôn luôn hạnh phúc và luôn mạnh khỏe. Hôm trước thì anh cũng vào hỏi ý kiến qua anh Táo rồi. Thì chị ấy bảo là giúp hết toàn bộ vật liệu. Vâng. Gạch, xi măng, cát. Nhưng mà anh Táo phải khác nhờ người ra để xây. Vâng. Được thế thì nhờ người xây thì chắc có anh em gia đình đây cũng có người cũng hay đi làm. Chắc biết xây, chắc nhờ anh em luôn. Lần trước anh lên thì cũng bảo anh Báo bảo là nhờ được người chắc chắn làm thì anh mới bảo là đồng ý mà. Vâng. Anh cũng đã thông báo với chị rồi. Vâng. Bảo hôm nào làm thì chị sẽ chuyển tiền cho anh. Vâng. Là chở vật liệu lên là tiến hành làm thôi. Vâng. Thì hôm nay muốn lên để xem là anh Báo xem là chọn ngày nào đẹp hay là thế nào. Vâng. Để thống nhất là dỡ hết cái vách này ra xong đào, vẫn đào móng xung quanh. Vâng. Xong là chỉnh lại những cái cột này nó thẳng một tí. Nhìn nó hơi bị nghiêng. Nghiêng mà. Cột thì vẫn chắc thôi nhờ. Vâng, cái vẫn chắc thôi nhưng mà nó nghiêng nghiêng như kiểu nghiêng sang bên này sao? Căn bản là gió to quá nên là mình không đóng nêm được chặt đấy. Vâng. Gỗ nó ngót vào rồi nên nó nghiêng hết sang bên này. Đây là nhỉ, không có cột. Giữ cái cột này trống. Để ít ngô. Em thử hỏi xem anh Báo đi đâu chưa về à? Vừa nãy em vừa hỏi là bảo đi đón con. À. Con đi học. Bây giờ đi đón ở dưới Hoàng Bát. Là lúc nữa về chắc giờ này tầm gần này về rồi đấy. Trứng ở ngầm giường này, để trứng ớt trứng ở đây này. Đây này, hình như trong này trứng ngan hay sao ấy. Đúng rồi, trứng ngan ấy. À đúng rồi. Đúng rồi, trứng ngan. Ủa, hai quả liền ấy. Hai quả trứng này. Ba quả. Nhiều lắm. Quả bên trong nữa. Ba bốn quả đấy. Đây trứng ngan. Đấy, nhiều trứng gà gà đã ấp trứng này. Nhiều khi các bác thông cảm nhé, bởi vì là nhà của anh Táo này đây này, hở này mà. Hở nhiều nên là gà vịt nó chui vào được. Đây. Nó tan hoang này rồi. Đấy. Ngàn nó vẫn chui qua được cái đường này. Nên là các anh chị không ở nhà là gà vịt cứ vào cứ ấp ở trong nhà này. Đây. Ổ gà. Đang ấp trứng ở đây. Anh phải lấy những cái vung nồi để che. Đấy. Che hết xung quanh. Bên này
bên này riêng lợn còn chui được ấy. À. Đấy. Đây cái mâm chè. Quá khổ các bạn. Kia còn bên nhà bếp nữa. Chỗ nào cũng hở. Nhà ở nhà bếp là một rồi. Thì chưa ở đây ăn cơm luôn nhá. Về nhà bên nhà em. Không ăn cơm đây, anh mua đồ ăn vào rồi mà. Thì ăn cơm một gia đình nhanh báo. Xong là hỏi ý kiến anh xem là hôm nào được ngày thì làm. Anh rảnh hôm nào em xem ngày đẹp, ngày lành tháng tốt bắt đầu đào móng xây. Lúc đấy thì hôm đấy thì anh ấy bảo anh Trung chở vật liệu vào. Đổ ngay tận nơi luôn này là không mất công vận chuyển. Lùi chắc xe lùi được rồi, đến đây thôi. May nhà anh Báo xe vào được. Không thì vận chuyển mất nhiều tiền lắm. Mình phải nhờ anh em mua đồ ăn, thức uống. Tốn khá khá đấy. Nhưng mấy cái đoạn trên kia vận chuyển thì phải mất một nửa tiền vận điện. Đấy. Được cái anh Báo lại có lợi thế là xe về đến nhà. Chị vừa đi nhặt ở vườn về à? Ừ. Ở đằng trước nhà này chị. Lên được đinh trên nhà em không? Lên đi bộ lên nhà em. Đi bộ á? Ờ, đi bộ thì đi. Lát nữa đi lên nhà em. Ừ. Ăn cơm ở đây xong mình đi. Thằng này kia chỉ thằng nhỏ mà hầu ra chuối nó bỏ ra kia đi. Thằng... Ủa chị nấu nhiều đấy. Thường này được rồi chị ạ. Anh Báo chưa về nhỉ? Chưa nhỉ? Lâu đấy nhỉ? Em xem mấy giờ rồi? 12 giờ mới về đến rồi. Chị luộc đấy. Luộc đố đấy. Chị vàng này nhanh mà nhờ. Chưa nhờ. Nhanh nhẹn lắm. Còn nhanh hơn anh Báo cơ. Đúng rồi. Mỗi tội là chị không nghe được tiếng phổ thông thôi. Không biết tiếng phổ thông. Hôm trước chị đi thu quần áo cơ còn lộn mà. Vội quá. Cắm đầu xuống đất luôn. Anh buồn cười sắp chết. Quần áo phơi đó. Đây phơi ở ngoài này này. Xong hôm đấy mưa. Đá đúng không? Xong mưa chị vội quá nên là chị đi nhanh quá thì lộn cắm đầu xuống nghi cười khà khà. Bây giờ mà dục chị bảo say say à càng nhanh nữa nhỉ. Bé rất thấp thôi nhưng mà cũng nhanh được. Hãy chị nhìn thấy cái chạm bát của anh Báo. Ngày chắc lâu rồi chứ nhỉ. Này đúng lâu rồi. Cửa mở kiểu gì ấy nhỉ? Chưa biết nữa. Thế mở bên này vào. Kia đứng đóng cứng rồi. Bên này đấy. Bên này à? Dạ, khóa đấy. Chắc không phải cái đấy. Không mở được. Đấy. Nhấc lên. Đấy, nhấc lên. À, nhấc lên à? Trong này để bát đũa. Cái này thì làm chắc để chống mèo đấy chứ nhờ. Còn ruồi riếc thì nó vẫn bâu bình thường nhờ. Chắc là anh để đây để cho đồ ăn thừa vào ấy. Để cho mèo không vào được thôi. Thế là tủ lạnh đấy. Chỗ này. VIP thật. Nếu mua nó này thì cũng cho lúc nào còn nó cua cho hết sai chứ. Lúc sai thì phải ở mã người ta phải tìm. Bà chỉ cứ mà mạ thôi nhá, tí là lộn đấy. Chị vàng nhanh lắm. À,
hầu ra hầu gọi là hầu cho tàu này tàu nó hầu hết thoại dạ. Có cháu này tao không đun mềm mén luôn à? Đúng rồi. Kết hợp với luộc luôn à? Cái nào thọ đó đi rồi cho tàu cho chín này đi cho tàu tăng. Chị nấu mềm mén đấy. Làm một nồi này chắc là ăn đến ngày mai đấy nhỉ, chứ nhỉ? Có người làm thì nấu ăn một ngày, còn một người thì chắc sau mà nó không kịp thì chắc mới ăn. Như bình thường thì mẻn mén nếu mà nấu kiểu này thì để được mấy ngày chứ? Sáng ăn đến tối ăn hết. Thế à? Là phải nấu lại. Có nghĩa là được một ngày thôi. Vâng. Hôm sau phải đun lại lên là được đi. Nếu mà còn vẫn còn mà nó không bị chua thì vẫn đun lại được, còn nếu mà chua thì thôi nấu cái mới. Thế à? Thế tính ra nó cũng giống như cơm thôi nhỉ? Nhưng mình nấu cơm mà bình thường thôi. Lâu một tí. Cơm được ra cũng không để lâu được đâu. Cũng chỉ một ngày, ngày hôm sau là nó bị thiêu rồi. Thì cơm ngô này là để lâu một tí so với cơm gạo. Xem nhánh báo nhiều ngô. Ngô ở trên gác. Đấy, người Mông đa số là đấy, ngô là để ăn mà. Để cho người ăn cả năm ấy, quanh năm đấy. Thực ra thì bà con người Mông thì không có ruộng để làm. Đi trồng ngô nên là chỉ toàn ăn ngô thôi. Nếu mà có ruộng để làm thì coi như là cũng không ăn ngô đâu. Vâng. Như ở trên cao nguyên đá Đồng Văn thì làm gì có nước mà trồng. Vâng. Không có đất để mà trồng ấy. Vâng. Kể cả khu này cũng thế, ít nhỉ. Vâng. Trên đồi núi cao thì hầu như là toàn trồng ngô. Vâng. Không cấy được lúa, không làm được ruộng. Xin chào anh Báo. Vâng. Năm nhỏ là la. Hả? Hả? Tối từ giờ. À, con anh Báo đẹp trai thế nhỉ? Đẹp trai phết đấy. Ờ. Con này nghe nói học giỏi lắm phải không chứ? Đây là giấy khen đầy này. Giấy khen anh treo bên kia. Đấy. Cũng học được, nhanh nhẹn. Lần trước là anh Báo còn bán con lợn để mua cái xe này 2 triệu mua lại để đưa con đi học. Không có xe để đưa con đi học nên là bán con lợn đi. Xe này cũng hỏng hết rồi. Chỉ còn đi được thôi, gọi là còn cái máy còn đi được. Đây. Gọi là không phải đạp là được rồi. Khói này, khói đưa con đi học này. Ở đây cách trường học cũng xa các bác ạ. Nên phải có xe máy, nhưng mà để xe đạp đưa con đi học thì chắc suốt ngày muộn học rồi. Không đi được, không đi được xe. Với lại cũng không đi được xe đạp. Xe máy là phương tiện chủ yếu trên này. Ấy, bưởi nhà anh này. Sai lắm. Nhờ. Dưới này sai. Nhiều quá. Cần đất lò là. À đây con cò lớn đây à? Đúng rồi, đấy, con. Xin chào. Chào. Chào chú chưa? Chào chú. Cò tên là gì? Xuân Quốc Thủy. Giấy khen có phải của cò không? Của con. À của em đó à? Vâng. Thế cò là không được giấy khen đâu à? Không được. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chị Pâu à? Hả? Cứ bình tĩnh thôi. Bình tĩnh nha. Nào hồi hộp đi. Đây em này mới học giỏi đúng không? Nào con tên là gì? Dạ. Vẫn đang lạ hay sao? Hả?
Anh Báo, thằng cò này là được học sinh tiên tiến phải không? Anh Báo, cò này là được học sinh tiên tiến phải không? Nó thả, sao xanh à? Xin chú, bảo là xin chú. Vừa mua sách mới à, anh Báo? Cái này vừa mua sách mới à? Thế đi học là bà cho vào cái này đúng không? Không có cặp à? Rồi, đấy các bác nhìn đây. Đi học cho vào cái túi bóng này rồi còn thủng nữa đây. Đấy, có cặp sách đâu, có ba lô đâu. Đấy, thế này một đống này luôn. Cái tưởng... Thế là hai anh em là cho chung vào cái này thôi. Cái bé có cái gì kìa, cái ba lô kìa, cái to con à, đây là đứa lớn của thằng to lớn, còn chờ của thằng to bé là ở bên kia có cái ba lô. Khổ quá nhỉ. Giờ rồi hôm nào chú lên chú mua cho một cái ba lô nhé. Vâng. Nhé. Vâng. Ừ. Không, cái này cầm cái này gì bút nó còn rơi đấy, thủng lên của em đây ạ. Đây giấy thẹn đây. Sợ dạ. Sùng à. Con gái à? Con gái. Đây là con gái à? Ơ à, tưởng con trai. Nhìn nó con trai mà. Sùng thì dợ à. Thế mình cứ gọi là cò cún thôi. Sao nhìn giống con trai thế? Tại để tóc ngắn nên là nhìn giống con trai. Tưởng con trai chứ. Chứ không biết à? Con gái thôi. Em một trai một gái là được rồi. Anh Báo mua xôi cho à? Cô giáo cho. À, cô giáo cho xôi. Cô giáo thương quá, cô giáo cho à? Cho tất cả mà. À, có nghĩa là mỗi người được một suất à? Ừ. Mai được nghỉ rồi nhờ. Ừ. Bảy chủ nhật được nghỉ. À, chiều thứ sáu là cứ đi đón về thôi. Ừ. Được nghỉ hai hôm ở nhà. Hai lại đưa đi. Để trước lúc vào thì đứa cũng chưa gặp con anh Táo đâu. Hôm nay mới gặp lần đầu tiên. À, anh Táo ơi, hả? Anh lấy cái thịt kia kìa, lòng gan thôi mà, tí nữa xào lên được. Đây này, lúc em mua vào tí ăn cơm cùng gia đình. Đấy, em treo đấy. Anh đi rửa qua đi. Đấy nhà anh Táo có cái ao này là nuôi được ngan, ngan với vịt này. Thả đây quay vào được nhờ anh Báo nhờ. Quay lưới hay là rào vào được, thả ngan thả vịt ở đây được ấy. Thả nhiều rồi. Có vịt ăn hết. Thế à? Trước có cá vịt ăn hết rồi à? Cháu đi bắt ở đâu về? Lò nào? Đó này. Ở suối á? Ước tuần là nó này, lò nào à? Ờ? Nó sẽ chuẩn lòng gan đây, tí nữa xào lên được. Con gan này hiền nhỉ? Ừ. Anh Báo nhỉ? Ừ. Nó đang đẻ trứng ở gầm giường đấy anh. Ừ. Anh lấy cái gì vào lót cho nó để cho nó nở. Con này con đực. Con trống ấy.
đào ra hoa rồi. Sắp Tết rồi, lá còn chưa rụng đào ra hoa. Sắp đến Tết rồi đây. Nhiều phết ở đây trên này này. Mà cái này, cái lợp này nó đập như này thôi mà nó vẫn giữ được nhỉ. Mình nghĩ như là đập như này mà gió thổi không phát thì nó phải rụng hết à. Nó móc đấy, nó có cái móc xà. Nhưng mà cái này hỏng hết rồi. Đây này nó lồi lõm hết rồi. Cái mưa to thì nước chẳng vào chuồng trâu à anh Báo? Có vào không? Không vào đâu. Thế á? Em thấy nó dốc hết vào bên trong rồi đây. Cái này được lâu đấy nhỉ? Ngói này thì được lâu rồi. Chẳng qua cái rui cái mè ở trong ấy. Sợ nó bị mục rồi. Đây nó mục hết rồi nó mới cong đây mà. Không có bằng nữa đâu. Như bên mái nhà bên kia như thế. Trước cái ngói này là anh mua hay là anh xin họ về? Nhà anh Tuấn kêu nó để lần lại cái khác anh Tuấn cho. Họ cho rồi gì? Mình tận dụng về làm nhà mình. Đây bên này có hỏng hết rồi đây. Hôm nào chắc phải thay cả cái này đây anh Báo ạ. Đây này thay mấy tấm nhưng mà đây hỏng hết rồi này. Lõm hết rồi đây. Có vẫn đi dưới này nó còn cái này mục nó rơi vào đầu đây. Ôi ôi đây, cong hết rồi. Cong hết nó không chịu được. Cái này gãy rồi. Này, thực ra ngói này nặng lắm. Cái này mọt hết là gãy rồi. Cái này mọt hết rồi. Nó vẫn rơi vào đầu ấy nhờ. Gáy mấy cây liền ở đây này. Toàn bộ cái phần cây này gáy hết. Gáy cái này. Thì mấy hôm nữa chắc là bảo anh Táo thay rồi. Sợ thật. Tao nói nhiều. Cong xuống hết rồi đây. Anh Táo ạ, nguy hiểm lắm. Không biết nó sập xuống lúc nào đâu. Nào anh xem thì như nào anh thay đi. Cháu chào chú. Chú này là bố của anh Táo à? Không phải đâu. À không, cái là chắc chú. Chú. À chú của anh Táo. Ở cùng họ. À. Nhà chú là ở đâu chú? Nhà chú ở đoạn nào? Nhà chú ở bên kia. À đi thẳng lên trên này. À, đi thẳng lên trên này đi qua bên kia. À chị lại đi lấy được thêm mướp rồi. Đấy mướp xào được đấy. Ngon đấy. Hai vợ chồng anh Báo này được cái cũng chịu khó trồng rau. Nhà chứ cũng nhiều mướp mà nhỉ. Nhà em đằng trước nhà ấy. Còn mướp dài. Đấy hôm trước anh lên anh nhìn thấy hẳn một dàn. Mấy hôm nữa phải đi lên nhà em một lần nha mà. Thôi để hôm nào anh lên sau. À, sửa đường đã, đi lên được, không sửa giờ không biết đi. Mẹ ông mới cho trời, mình cho gì. Bác định sao hai mẻ hả bác? Một mẻ luôn chắc cũng được ạ bác.
bác bổ vào hết đi được mà. Mình xào thôi mà. Đấy. Vừa tầm luôn. Vâng. Cứ xào hết được bác, không sao đâu. Cái này nó ra nước mà. Em làm canh à chị? Ừ? Làm canh à? Được. Em tưởng xào chứ. Cái này còn món gì nữa đây? Tải. Cái này là nấu cái mức kia, xong rồi tí nữa lấy, tí nữa xò một tí. Tí nữa nấu chín mới xò một tí. Phải nấu chín lại mới xò. Đun lên chín xong mới xào. Vâng. Anh Báo đi đâu rồi nhỉ? Chưa nhỉ? Xuống dưới quá. Xuống quá mình đi. Cái này được rồi chị? Ừ. Luộc này rồi à? Ừ. À. Luộc kia đó nó. Mà lấy đi xào nữa rồi. À, luộc xong dừ xong mới xào. Ừ. Anh Báo, hả? Thế anh bảo là thứ hai làm gì? Ừ. Thế thứ hai em bảo là Trung chở vật liệu lên nhá. Vâng. Chở xi xi với cát trước nhỉ. Hôm đấy là anh phải nhờ người tháo vách nhá. Ừ. Tháo vách với cả sáng thì tháo vách, trong chiều là đào móng luôn. Ừ. Vật liệu thì đủ ngay tại đây thì không sợ rồi. À. Không phải chuyển vật liệu rồi. Ừ. Thế quyết định thứ hai nhá. Hôm nay thứ sáu này, thứ bảy, chủ nhật, ngày kia. Ừ. Ngày kia chứ nhỉ? Hôm nay thứ sáu, mai thứ bảy, chủ nhật. Ngày kia, thứ hai. Thế là anh cứ đi nhờ người đi nhá. Vâng. Thứ hai là dỡ hết toàn bộ vách nhà này ra. Ừ. Xong là giường anh là kê chỗ nào nó ở trung tâm nhà cũng được. Ừ. Kê tạm. Xong là hôm đấy là tháo ra, xong hôm đấy cũng chở vật liệu lên luôn. Ừ. Vật liệu thì đủ ngay đây rồi. À. Không phải vận chuyển đâu thì bảo anh em giúp là du lại cái nhà này một tí. Ừ. Cho thẳng lên. Ừ. Xong bắt đầu chiều là đào móng. Giữa cái vách này xong nó sẽ tháo cái này ra, hay nó sẽ lời cái này sang bên kia một tí. Vâng. Bên này là một cái bếp. Vâng. Đấy, ở đây là bà con cứ hay luộc qua, luộc sôi xong là bắt đầu đi đảo lại nước nhá. Các bác xong mới xào lại một lần nữa. Có kiểu nấu rất là đặc biệt. À, xin chào anh Vân nhá. Vâng, chào. Anh vừa đi đâu về đấy? Anh nhà sân làm xong hết rồi anh?
nhà chuẩn bị lập rồi. Vẫn còn cái nhà bếp. Nhà bếp là chưa lập. Vâng, nhà bếp còn chưa xong xong. Thế hôm nay là nghỉ à? Vâng, hôm nay. Vâng. Hôm nay với hôm qua nghỉ. Ăn nướng cái gì đây? Ớt à chị? Anh đặt cho nó rồi. Anh đặt cả cái vung mùi vào đây này. Đây hoặc cho lên đây cũng được này. Ớt khô. Anh Pháo thế là Vân này là anh em với nhà anh à? Ừ, anh em à. Anh em ruột luôn á? À? Ừ, anh em ruột luôn mà. Anh là anh à? Ờ, có một anh ở bên Cô Lạ kia. À. Anh cả ở Cô Lạ. Lúc đấy em thấy trưởng thôn Chư nói thì em mới biết thôi. À. Hóa ra anh Vân đây cũng là em của anh Pháo. Em trai ruột luôn các bạn. Nhà mấy anh em? Nhà anh có mấy anh em? Năm anh em. Năm anh em. Thế sân em út à? Sân vừa xây được nhà này này. Không phải đâu, còn hai em. Còn hai em nữa à? Còn hai em nữa. Yeah. À, còn một em út dưới em sân nữa. Thế là mấy anh em, thế là sân này, anh Vân với anh cũng là ba anh em ruột. Thế à? Thế là mấy anh em anh ở khu này hết. Đi theo ông cụ bên bên Cô Lạ kia. Em thấy trưởng thôn nói thì mới biết được thôi. Thảo nào cứ nhìn mặt cứ na ná giống nhau. Anh áo xanh đấy là em của anh nữa. Anh là cả. Em là con thứ hai. À, anh thứ hai. Dưới là ba em nữa. Dưới là bốn anh em. Bốn anh em. Thế là sáu anh em chứ? Sáu anh em. Sáu anh em. Ba đứa chị. Còn chị nữa. Ba đứa chị nữa. Ôi dồi. Cái nhà đông anh em đấy. Sáu, bảy, tám, chín anh em cả. Năm. Mười anh em nữa. Còn một. Lại mười anh em. Ta út cái nó để cả chết rồi. À, út là chết rồi, tua rồi. Tua rồi. Thế là 5 anh em trai. 6 anh em trai. 6 anh em trai. 3 chị em gái. À, đông anh em quá nhờ. Thế thế mấy hôm nữa là các anh cũng giúp anh Táo gì? Vâng, giúp anh em mà nó mình tâm thì anh em chả ai cũng chả phải giúp. Rồi, thế quá tốt rồi. Thực ra chắc anh Táo không biết xây đâu nhỉ? Anh Táo không biết đâu. Biết phụ thôi nhỉ? Phụ thì được. Mà nó còn mảnh tâm nữa thì chính ra là anh em mình có thể đỡ được cái gì đấy đấy thôi. Anh Pháo là bị sao? Anh nó trừng ra thì nó vẫn khỏe mạnh nhưng mà nó nhiều cái bệnh của nó mình chả biết nói thế nào. Thế mấy hôm nữa mấy anh cứ xem là anh Pháo thiết kế kiểu gì thì cứ giúp anh Pháo nhá. Thì có một chị ấy bảo là giúp vật liệu để xây cái vách lên thôi. Với cả làm nền thôi. Đấy, xây như nhà sần đấy. Thế là xây bao tường đúng không? Đấy, xây bao tường xung quanh. Mới làm nền thôi. Xem bà cứu này không? Vâng, vẫn làm ở vị trí này mà. Nhưng mà em đang bảo là mấy cái cột này nghiêng đấy. Thì bà anh tính xem thế nào cho cho thẳng một tí. Tháo hết xong rồi xây thẳng lên. Nhà của em xong lên là hai cái cột.
Thế à? Tháo hết rồi anh? Đó hết. Nhưng mà mình vẫn tận dụng cột này đi. Vẫn tận dụng cả tấm lợp à? Cả tấm lợp dùng. Cả xà là vẫn tận dụng. Vâng. Chỉ bỏ vào hai, bỏ chỉ có dùng hai cột này thôi. Cột này cột kia thôi. Đấy thì em cũng thấy chị ấy bảo là giúp cái tường bao với cả nền thôi. Xem các anh xem là có hỗ trợ hay là giúp gì được anh Báo thì các anh giúp. Nếu mà hỗ trợ được cái tấm lợp thì cũng càng đẹp. Tấm lợp này tận dụng còn được không? Được. Nếu mà dỡ ra thì vẫn được. Mình vẫn dùng xà nhờ. Xà thì không xà dùng keo. Vâng. Xà keo cũng được. Xà gỗ vẫn còn nguyên xi rồi chưa chấm một. Chính là cái này thì bây giờ dùng đúng cột này, cái cột này. Với lại cả kiều để cái đòn tay vẫn dùng được hết. Vẫn tận dụng được. Ừ. Thế mấy anh tính xem là giúp anh Báo xem nhá. Anh Báo thì chắc không nắm được mấy. Nói chung ra cái này nếu mà kể cả xe bao tường sau này cũng hỏng hết, mình dỡ ra thì cũng phải là cái tường kia cũng phải mất đi một nửa. Thế à? Thì nó không bây giờ dùng hai cột này, cột hai cột chủ này với lại đòn tay này. Có nghĩa là sợ sau này mọt đúng không? Ừ, như cái cột này cũng mọt rồi nhờ. Cái lỗ mọt. Cái quai giang này mọt hết rồi. Lỗ mọt này. Trong mấy chống cái này lên này. Chống không không mua thì nó không chống. Không sợ nó gãy xuống đấy nhờ. Mình để ngô nhiều nữa. Thế mấy anh cứ nghiên cứu xem nhá. Xem cố gắng giúp anh Báo một tí. Anh cũng hơi chậm chạp nên là mấy anh tạo điều kiện giúp anh Báo một tí. Các anh bảo là nếu mà làm lên thì xây lên thì sợ nhưng sau cái này cái cột này hỏng thay thì vẫn phải vướng. Hay vướng tường thì sợ lại về đập bỏ tường đi. Thế là mấy anh đang tính toán cho anh Báo xem là phải tháo hết ra xong là xây lên. Xây xong là làm lại vẫn tận dụng tấm lợp với cả kèo mấy cái xà này. Đây mấy anh cố gắng tính toán xem nhá. Còn chị ấy thì bảo là giúp mỗi cái vách tường với cả nền thôi. Đã lên tường thì chỉ cần bỏ cái này xong mình có thể là tận dụng được mà. Vẫn tận dụng được. Cái này nói chung ra mới tận dụng được vì đang làm được 3-4 năm nhưng mà ngồi. Nếu mà lên tường phát xong rồi cái này nếu mà không dỡ ra để sau này dỡ thì nó vất vả. Sau này lại đập đi đúng không anh? Lại phí đúng không? Phí. Không phải vì tận dụng vào cái cột này cột kia nữa. Để cột bên kia rơi vào cột này. Cột này vẫn giữ nguyên. Vâng. Như thế là phải lấy mình hết. Xong rồi mình lấy cái đòn tay này đúng bên tường bên kia. Xong rồi đòn tay bên này ra từng bên kia nữa. Thì nó sẽ đẹp hơn. Vâng. Nó không vướng. Nó vẫn tận dụng được hết đúng không? Không bỏ đi. Đúng là mà còn bền nữa. Coi như là bỏ cái này thôi. Ừ. Bỏ cái mọt này đi thôi. Cái quả giang mọt này thôi. Được rồi, thế các anh cứ tính xem nhá. Thì đôi em cũng bảo anh Báo rồi, anh Báo bảo là thứ hai này làm được. Thì em sẽ bảo là chở vật liệu lên. Thông báo với chị ấy xong là em chở vật liệu lên xong là mấy anh em giúp tháo hết vách xong là xem tháo được cái gì thì các anh cứ tháo đi. Còn cố gắng giúp anh Báo thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xong chưa anh Pháp? Thế sao anh rủ anh em vào ăn cơm luôn đi. Mấy anh em ăn cơm luôn đây. Xong là bàn bạc với anh Pháo xem. Sao là rồi? Ngồi đi. Đi vào ngồi đi. Ăn cơm thôi. Ăn cơm ôi anh em có gì ăn đấy thôi. Quan trọng gì? Nhiều khổ thì chỉ có cơm với lại rau xanh trong canh thôi. Thế là ngon quá rồi còn gì nữa nhỉ? Yeah. Thế anh à. Hoàn cảnh nhà khó khăn thì có thế thôi. Chưa, em vào ngồi đi. Cái nhà nước ngọt anh. Bây giờ tắt tay nó. Đâu còn anh? Anh với chị nữa. Dưới kia. Lập bên nào mò lên đó. Đó anh trên thế nào? Thế là mấy anh bàn bạc xem nhá, xem cố gắng giúp anh Pháo tí nhá. Vâng, ba anh em ấy cố gắng tí. Anh em không giúp đỡ bởi vì là được đâu. Vâng, trừ khi anh em không giúp đỡ được thì không chịu rồi đúng không anh? Không chịu, người khác không giúp được đấy, trừ khi anh em phải vào tay trước đúng không? Anh em ruột là phải giúp nhau trước rồi. Anh em biết làm thì vẫn phải giúp mà, hàng xóm vẫn đến giúp. Nhà anh Pháo là không có cái chiếu nào à? Giải bạc nuôi ăn cơm đấy các bác. Như ở lán luôn. Em chỉ mít tôm thôi. Toàn Âu ấy nhỉ? Tròn vo không có cái điến à? Thôi ăn cơm thôi nhỉ. Anh em ăn cơm đi. Chẳng có gì đâu, mời anh em ăn cơm nhá. Cháu mời chú ăn cơm nhá. Vâng. Mời mấy rau xanh thôi. Mời tất cả các anh ăn cơm. Mời các bạn ăn cơm của gia đình anh Pháo. Hôm nay ước lần đầu tiên ăn cơm nhà anh Pháo ơi. Mình dùng đi anh. Anh cứ tự nhiên thôi. Cơm đi. Cơm này. Cháu bên nào đó. Anh đi. À rồi. Đến nhà anh Pháo ăn bát cơm. Làm bát cơm thôi, cho mẹ mẹ mến thôi nhá. Anh mời nhá. Anh thực ra thì không có chê đâu, nhưng mà anh không ăn mẻ mén đâu. Từ nhỏ không ăn. Anh quen thì không ăn được. Mát cổ ấy. Anh em cứ ăn tự nhiên thôi, có sao đâu mà. Ông vừa ăn sáng ông thấy đói đâu mà. Anh em dùng tuần đồng đó. Em báo ăn đi. Mẻ mén này mình ăn quen thì mình ăn được, không ăn quen thì gặp quả tàu không nuốt được. Nó khô ấy. Thôi dùng đi nhỉ, tự nhiên nhá. Anh em tự nhiên nhá.